Vâng, thưa quý vị và các bạn, một chiếc Ford Escape thì nó luôn là vậy, là một dòng xe vô cùng khỏe cho đến thời điểm hiện tại. Đây là một chiếc xe được sản xuất năm 2002, Ford Escape và động cơ 3.0 máy xăng. Nếu chúng ta ngồi thử lái chiếc Ford Escape này, chúng ta rất là thoải mái và đặc biệt là chúng ta tự tin vào chân ga mỗi khi mà chúng ta muốn vượt công hay là muốn tăng tốc độ với một cái thời gian nhanh ngắn gọn, thì Ford Escape này nó lại là một dòng xe mang lại cho chúng ta những cái cảm giác như vậy. Và đặc biệt hơn, trên mẫu xe Ford Escape này chúng ta sẽ vượt đèo lội suối được, và chúng ta sẽ luôn luôn là đối mặt được với tất cả những cái cung đường khó khác nhau. Bởi thứ nhất, đây là một dòng xe gầm cao, thứ hai, động cơ mạnh mẽ. Tuy dòng xe này nó hơi tốn xăng một chút, nhưng nó là một dòng xe đối với cái khung phân khúc tiền mà chúng ta bỏ ra nó rất là hợp lý. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho em theo số điện thoại 0966668121. Và ngay bây giờ thì mời quý vị các bạn hãy cùng em đi đến phần chi tiết của chiếc Ford Escape 2002 này. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì ngay bây giờ đây thì chúng ta sẽ được xem chi tiết của chiếc Ford Escape 2002, sản xuất năm 2002 nhé. Đây là một chiếc xe đã được nên hoàn toàn là form mới giữa 2001. Cái bản thân của la răng của xe, nguyên bản theo xe và bản thân xe đã có bậc lên xuống. Đấy, một mẫu xe giá chỉ có 150 triệu đồng cho anh chị và các bạn mua về sử dụng đi trong gia đình. Rất là hay và rất là hầm hố. Kiểu dáng xe rất khỏe và nói chung với mức giá như vậy thì em nghĩ không một dòng xe nào có thể ăn lại được một mẫu xe Ford Escape này. Thương hiệu của Ford là một dòng xe thương hiệu của Mỹ rồi. Nó rất khỏe. Động cơ 3.0 rất, tóm lại nó sẽ tốn xăng hơn những dòng xe bình dân khác, nhưng nó sẽ cho anh chị và các bạn có một cái trải nghiệm, có một cái ngồi lên xe, cái chất của xe nó khác hoàn toàn so với những chiếc xe thậm chí là có thể cao tiền hơn. Thì xăng cộ thì quý vị các bạn hãy chấp nhận và không thể phủ nhận được nó là một dòng xe tốn xăng tầm khoảng 12-13 lít/100 km. Đây quý vị các bạn nhìn thấy sơn đây. Sơn xe thì chúng ta không phải bàn gì rồi, màu đen và tất cả những cái vành phần nhựa này thì nó là nhựa của xe. Và con này là bản thân của chiếc xe này nó không có đâm đụng gì cả. Lốp nát là 4 quả là còn rất là đều và chắc chắn với tất cả mọi người là xe là không mọt được. Đối với dòng Ford Escape này thì chắc chắn một điều là không bao giờ mọt được nha. Đây quý vị các bạn nhìn thấy là gầm nó rất là chắc. Và bản thân của Ford Escape là một dòng xe 2 cầu, cầu trước và cầu sau. Nó sử dụng 2 cầu 4 bánh cơ, cho nên là nó đi rất là khỏe. Kể cả như là dốc đến mấy nó vẫn cứ phải neo được, cực kỳ khỏe luôn. Đây anh chị và các bạn nhìn sơn xi của xe thì đen, xe màu đen và nhìn bóng đẹp, không bị sắt sẹo và lồi lõm gì mấy. Tất nhiên một chiếc xe đời cũ từ 2002 cho đến giờ thì vấn đề sơn lại thì không thể nào tránh khỏi, nhưng về cơ bản là nó còn đẹp. Đây chị các bạn nhìn bên trong của nó. Đây các bạn nhìn thấy là nước bắn tung tóe, nó chỉ bị một tí ở đây thôi. Đấy, còn đâu ngoài ra nó không bao giờ bị vấn đề gì cả. Bởi vì cái chỗ địa điểm đấy là cái lốp này nó rất là dày và gai rất là sâu này. Nó văng lốp, nó sẽ kẹp sỏi đá nó bắn vào, rồi nước non nó bắn vào nó sẽ bị như kiểu như vậy. Đó anh chị các bạn nhìn thấy sơn xe. Và bậc lên xuống đàng hoàng nha. Chúng ta mở cánh cửa ra cho anh chị và các bạn xem này. Đây. Nội thất thì nhìn nó rất là gọn gàng và nhìn nó sạch sẽ vô cùng luôn. Cái phần tắp ni cũng vậy. Escape là dòng xe trước kia, nó dòng xe không phải là dòng xe rẻ tiền đâu, cho nên phần nhựa xe nó rất là xịn. Đấy. Chị các bạn có thể nhìn thấy này. Tắp ni xe của tất cả các cánh cửa nó rất là đẹp này. Tắp ni nhựa xịn, nhựa Ford Escape này kể cả chúng ta đi 5-7 năm nữa thì hoàn toàn là ok. Chạy đến khi nào mà máy nó kém chúng ta làm lại máy thôi. Thì bản thân của con xe này chắc chắn đời này có phải làm lại máy rồi. Có phải làm lại máy nó mới ngon được. Ở đây là một dòng xe 5 chỗ thì đằng sau này đây. Đằng sau này là không gian để đồ. Nó đang bị kẹt cái nút kia thì em chưa mở được. Đây. Quý vị các bạn nhìn thấy là tắp ni của nó là tắp ni màu của Camry nhé. Tắp ni Camry như nào thì chúng ta nhìn cái tắp ni của con này nó như thế, không khác gì cả. Nội thất của xe đây, nói chung là tương đối là sạch sẽ.
Bản thân xe thì không có lỗi gì nha, tất cả mọi người, cam kết tất cả mọi người nha. Bốn tổng năng hai kính, có chốt khóa mở cửa này, có gương chỉnh điện này, vô lăng có túi khí này, bên phụ có túi khí này đấy. Và hai bên mang này, nó là dòng xe này nó thiết kế ra để coi như là đi ở đường địa hình, thì bản thân bên tay lái, bên tài nó cũng có một tay nắm, để khi mà chúng ta đi vào đường cực kỳ khó, chúng ta sẽ cầm một tay vào, chúng ta giữ, và chúng ta chỉ lái một tay vào thôi, để giữ cân bằng của mình nó được tốt hơn. Đây, xe thì anh chị và các bạn nhìn đây nó rất là thực tế thôi. Video clip như hình, giá chỉ có 150 triệu đồng, điều hòa cơ và tất cả những cái điện đóm là hoạt động được hết trên chiếc xe này. Và một cái hộp tì tay rất là to nhá. Kết đến đời này có một cái hộp tì tay, khi nó đi mở tay chúng ta gác này rất là thoải mái. Đó, cốp rất là rộng luôn. Và chúng ta để thử này. Và chúng ta phải về P. Chúng ta có thể thấy đây, chúng ta đạp phanh vào và sẽ vít này lên. Đây là số lùi, R là số lùi, N là đỗ, D là tiến. Còn số 2 và số 1 này chúng ta chỉ có đường mà đi cực kỳ khó thì nó sẽ bò chậm thôi và rất là khỏe. Thường thường chúng ta đi số D rất đủ, vượt hết tất cả mọi đời đường rồi, không cần phải dùng đến số 1 và số 2 đâu. Rồi ok, em sẽ cho anh chị và các bạn nghe qua cái tiếng máy. Máy hoạt động rất là ngon, chạy rất bốc. Đây chị các bạn có thể nhìn thấy được là xe nổ gần như là êm xịt. Như chúng ta có thể nhìn thấy em đặt tay lên này, gần như là không có độ rung. Máy không, chắc chắn với tất cả mọi người là không có độ rung. Và anh nào chốt nhanh được chiếc xe này thì liên hệ em theo số điện thoại 0966668121 nha. Đây, tất cả những khung sườn tàng bệ của xe đây, nó hoàn toàn là nguyên bản. Và phần đầu xe thì cam kết với tất cả mọi người là không có bị va chạm hay là va quyệt gì nha. Chắc chắn với mọi người là không bị đâm đụng gì nha. Đây chúng ta nhìn thấy đây, có ít kết mà cũng dắt tết rồi, các bác đã chơi con xe này đi tết rất là hay này, tầm tiền như vậy. Em khẳng định với tất cả mọi người là không có một chiếc xe nào có thể hơn được rồi. Và bên trong sơn xe này, đây những vết đốp sơn zin của nó, là đây là quên chìa khóa xong rồi gạy cửa nó cọ sát vào. Chúng ta hãy nhìn này, nó hoàn toàn là zin nguyên bản nha. Đó, zin nguyên bản cho xe nha tất cả mọi người. Chúng ta có thể thấy chung là zin hết. Đây, các bạn hãy nhìn đây, bản thân Ford Escape vì các bác nhìn rồi, nó là một dòng xe tôn cực kỳ dày dặn, chắc chắn. Chính vì thế là để mà nói về cái vấn đề mục mọt thì khẳng định với tất cả mọi người là không có đâu. Đây, tất cả là zin nguyên bản, không có bị va quệt hay là đâm đụng gì cả nhé. Một lần nữa em xin nhắc lại thông tin của xe là chiếc Ford Escape. Đấy, Ford Escape được sản xuất năm 2002 và sẽ bán mức giá cho anh chị các bạn là 150 triệu. Ok, 150 triệu đồng cho anh chị và các bạn có thể chốt được em Ford Escape này. Thì mọi thông tin thì tất cả mọi người hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0966668121. Xin trân trọng và cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại một lượt like và một đăng ký để được cập nhật và được theo dõi những chiếc xe về mới nhất từ kênh. Xin trân trọng cảm ơn.